Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh, tối ngày 10 tháng 5 năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an huyện, Phòng Y tế, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lang Chánh thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Nhằm nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, thông tin kịp thời diễn biến về tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp. Kiểm tra thực tế cho thấy các đơn vị nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn thị trấn đều nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Y tế huyện, phối hợp rất tốt với chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị cũng đã chủ động thực hiện in ấn tờ rơi, băng rôn, áp phích, treo tại cổng ra vào, nơi tiếp đón khách và có bố trí bàn rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế. Thường xuyên chủ động tổng vệ sinh phun thuốc khử khuẩn, tuyên truyền hướng dẫn cho khách lưu trú cách nhận biết dấu hiệu để phòng chống dịch bệnh, bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ đảm bảo có xà phòng, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh phòng nghỉ, chủ động phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc nắm bắt thông tin khách hàng và đưa khách hàng đi kiểm tra sức khỏe khi có nghi ngờ. Việc các đơn vị nêu cao trách nhiệm cộng đồng, tự giác và chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của ngành y tế sẽ đóng vai trò quan trọng góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.